Sau trận thua mất mặt Valencia, thầy trò Zidane trở về tổ ấm Bernabeu với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Eibar. Ngay phút thứ 6, Gareth Bale đã có thời cơ mở tỷ số nhưng lại bỏ lỡ vô duyên trong thế đối mặt. Quãng thời gian tiếp theo, Zidane chơi chậm và rất bế tắc nên không thể áp đặt thế trận lên đối phương. Hậu quả là vào phút 39, Eibar có tình huống triển khai tấn công nhịp nhàng bên cánh trái. Macarena là người dứt điểm tinh tế hạ gục Navas, ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Zidane bất ngờ thay đổi chiến thuật khi chơi dạt cánh nhiều hơn. Kết quả là đoàn quân của Zidane đã có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha tỏa sáng với cú thiết đầu công của Benzema. Tiếp đến, sau những pha ăn miếng trả miếng liên hồi giữa hai bên, chân sút người Pháp lại tỏa sáng với pha đánh đầu mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Với màn lội ngược dòng giành 3 điểm tại Bernabeu, Real đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm với Madrid, nhưng đang thi đấu nhiều hơn một trận.